Chào tất cả anh em, mình là Táo Độ. Hôm nay mình làm clip bàn giao xe Yamaha R153 cho em trai ở Nam Định em nhé. Hôm nay là một hành trình cũng không xa lắm đâu, nhưng mà mình sẽ quay lại từ đầu. Thì em trai em mua xe con R15 bên mình, kèm theo đó là độ cabo Acamovic R6 cũng của ô tô này. Tiếp theo nữa là dùng combo gói dịch vụ là xúc động cơ này, vệ sinh kim phun một đốt này, và phủ la lô động cơ em nhé. Phủ la lô động cơ là gì thì mình sẽ nói qua một chút. Khi chiếc xe của anh em mình đi tương đối nhiều rồi thì cái piston của nó sẽ bị xước. Đấy, cái thành piston bị xước thì cái la lô này nó sẽ chám đầy vào những chỗ đấy để nói chung là phục hồi cái vết xước đấy luôn. Nó nghe nó rất ảo diệu luôn, nhưng thực tế là như thế anh em ạ. Thì chiếc xe, cái động cơ của mình, cái piston cũng như mới luôn em nhé. Đó, la lô rất xịn luôn. Và thay vào cái nhớt Elup anh em nhé. Thì vì là thường thường anh em mua xe cũ ấy, là anh em mua xe cũ với mình ấy, 10 anh em thì 10 anh em cả thay nhớt và cả làm full gói dịch vụ đấy luôn. Tại vì là khi cái xe cũ mình không biết là chủ trước đã đi bao nhiêu cây như thế nào thì mình cứ thay cho nó an toàn anh em ạ, thì nó đảm bảo đó. Tại vì cái nhớt không đáng bao tiền, chủ yếu là những cái gói dịch vụ kia thì nó cũng hơi mắc một chút. Thực ra nó mắc không phải mắc đâu, một chiếc một xe nhỏ này thì chỉ hơn 1 triệu là combo tất cả luôn anh em ạ. Đó, anh em mình thay xong là bắt đầu giao xe cho khách ở Nam Định em nhé. Xe đã được cho lên thùng anh em nhé. Hành trình này cả đi cả về khoảng 300 km anh em ạ. 300 km. Anh em mình hiện tại đang có mặt tại thành phố Nam Định em nhé. Khoảng 50-60 km nữa mình đến nhà em trai cơ. Mà em trai đang trong Sài Gòn phải nhờ người nhận xe hộ. Tại vì là Covid chưa về được. Mình thì ở Hà Nội này sợ, rất ngại cái vấn đề, ví dụ là chỗ mình nó phong tỏa toàn khu vực chỗ mình chẳng hạn, là mình không đi được, mình không giao xe được ấy. Thế là mình cố giục em là nhận xe sớm. Thời gian tới thì xe cộ thì chắc là cũng chẳng đi lại được nhiều nữa, không biết thế nào. Anh em mình đang chở xe đến chỗ khách nhé. Đây là mấy bạn này, là anh em để đây xem hộ. Trời tối quá anh em thông cảm nhé. Đây bô zin này, đấy bô độ rồi. Đấy. Dạ vâng. Bồ rất hay em nhé, bồ cực phê luôn.